cái phần mềm vào. Anh em mình trước trận đấu. Bây giờ anh em đang ngồi với nhau ấy. Không, đây là các vật thủ trước trận đấu giải của đoàn nghệ thuật chiều ngày mai. Mà tôi nói này, thằng chơi theo thật chất. Mai mưa hay nắng tôi chưa được hết, nhưng mà sợ không được. Chào nhá. Còn ai muốn phát biểu gì? Đồng chí chào đây. Tôi nói với khán giả một điều là chắc chắn tôi sẽ không để đúng quan trọng Chí Cường ấy, đồng chí quyết định. Nhưng điều quan trọng là các bạn không phải thường tôi. Đã vào sân thì tôi chưa hết mình. Chí Cường như nào anh nhỉ? Tôi thì ủng hộ ý kiến của đồng chí phục nhưng mà xin nữa tôi sẽ chơi hết mình, cống hiến hết mình cho khán giả. Tôi sẽ đánh những pha bóng đẹp. À, mà mẹ chơi được. Thế đồng chí kia thế nào nhỉ? Tôi rất tiếc bởi vì giải. Tôi sẽ đấu hết mình thì đã vào sân. Đồng chí nói ông này là tôi đã quá giả. Thế còn tôi là chủ quay vẫn chạy. Ê đồng chí, chỉ biết là trận đấu sắp bắt đầu thì ông có phát biểu này, chắc chắn tôi vô địch. Cậu lấy lý do gì cậu vô địch? Tôi chưa. bởi vì của tôi vật thủ rất là dễ, buộc tôi cần phải cố gắng nhất, tôi nghĩ chắc chạy nhất sẽ vô địch. Đồng chí Cường nhưng mà liệu có bị cầu lông vào đầu không? Nhìn thấy ba cô tưởng như là tôi rồi. Còn đánh mà mình cán vào thì thôi lại. Cái đấy mà bìm là được 6 tháng rồi đấy. Tôi nghĩ bìm ngâm được 6 tháng. Không. Có thứ mới. Tất cả quý vị và chưa bao giờ đánh không. Nói bìm là có được 6 tháng là có thứ 100 mấy. Tao có được cốt 1000 đấy còn